Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày mùng 9 tháng 8 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động. Huyện Khoái Châu chậm xử lý đất dôi dư. Hàng hóa không có nguồn gốc còn nhiều tại các chợ nông thôn. Xã Thủ Sĩ, nghề làm long nhãn tại việc làm cho nhiều lao động thưa quý vị và các bạn hôm nay ông đỗ tiến sĩ ủy viên ban chấp hành trung mương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và các đại biểu quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại thành phố hưng yên và huyện kim động cùng sự buổi tiếp xúc có ông đỗ xuân tuyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và các ông ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh cùng đông đảo cử tri của địa phương Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri hai địa phương về nội dung kết quả của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14. Cử tri thành phố Hưng Yên kiến nghị cần sớm bố trí khu tái định cư cho những hộ dân nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng thi công cầu Hưng Hà, quản lý chặt chẽ việc cấp đất cho doanh nghiệp, không để dự án lãng phí đất kéo dài, xử lý nghiêm các vi phạm về gây ô nhiễm môi trường để mạnh chống tham nhũng lãng phí tiền ngân sách nhà nước. Cử tri huyện Kim Động kiến nghị về các nhóm vấn đề, đó là tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, ô nhiễm do chất thải công nghiệp đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Việc giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia kháng chiến còn một số bất cập, khó khăn cho những người bị mất giấy tờ. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu cảm ơn cử tri tỉnh nhà đã tín nhiệm bầu các ông bà vào đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên với số phiếu cao và báo cáo với cử tri những nội dung kết quả và nét mới của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 vừa diễn ra. Tại kỳ họp này, cả 7 ông bà đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đều được Quốc hội tín nhiệm bầu vào các ủy ban của Quốc hội, tiếp thu và trả lời làm rõ một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Ông trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường được các cấp các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện, những doanh nghiệp gây ô nhiễm đã bị xử lý nghiêm ông trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh cùng với huyện thành phố phối hợp để trả lời một số nội dung cử tri phản ánh những kiến nghị vượt ngoài thẩm quyền sẽ được đoàn tổng hợp để báo cáo các cơ quan liên quan sớm trả lời cử tri Sáng nay, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị, chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh. 6 tháng đầu năm, tình hình các loại tội phạm trên toàn quốc diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý là loại tội phạm có tổ chức dưới hình thức bảo kê, cho vay nặng lãi, giết nợ, cá độ bóng đá. Tội phạm giết người tăng. Những băng nhóm lưu manh dùng súng hung khí gây ra các vụ đâm chém truy sát lẫn nhau, phát hiện nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Tội phạm tham nhũng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm về môi trường, khai thác cát, chặt phá rừng diễn biến phức tạp và tinh vi. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo 138, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như triển khai hiệu quả kết luận của Ban Bí Thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị quan tâm phòng chống tội phạm tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng công tác điều tra xét xử, không để các vụ việc tồn động kéo dài, oan sai. Đẩy mạnh hoạt động của các tổ tự quản, phát huy tinh thần toàn dân đoàn kết, bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Xử lý đất du dư, đất sen kẹp được coi là một giải pháp quan trọng nhằm tạo nguồn kinh phí cho xây dựng nông thôn mới là một huyện có nhiều diện tích đất dôi dư, dư, thế nhưng trong những năm qua, việc giả soát và xử lý đất dôi dư, dư được huyện Khói Châu tiến hành khá chậm. Theo số liệu từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Châu, toàn huyện có khoảng 70.000 m2 đất dôi dư, dư. Từ năm 2012 đến nay, tổng số tiền thu được từ xử lý đất dôi dư, dư mới đạt trên 7,5 tỷ đồng. Mặc dù thực hiện nhiều biện pháp như giả soát tuyên truyền nhắc nhở, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2016, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Quái Châu chỉ thẩm định chuyển thông tin đến tri cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính của 34 hồ sơ, có 28 trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất với diện tích gần 1.500m2, thu được gần 900 triệu đồng. Cá biệt có ba xã chưa xử lý được trường hợp đất dôi dư, dư nào là Nguyễn Dương, Bình Minh và Bình Kiều. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc để bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, số lượng chủ yếu là nhỏ lẻ mà chưa đấu tranh phát hiện được các đầu mối cung cấp hàng lậu lớn là nguyên nhân làm cho tình trạng hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc vẫn tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, đặc biệt là tại các vùng nông thôn. Đây là một vụ vận chuyển hàng lậu không có nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh kịp thời phối hợp bắt giữ trước khi chúng được đưa đi tiêu thụ, bao gồm nhiều loại mặt hàng khác nhau, từ hàng điện tử, cơ khí, mỹ phẩm, thực phẩm đã được chia nhỏ cho nhiều chủ hàng để dễ bề vận chuyển. Từ đây, hàng sẽ được xé lẻ, đưa về các chợ đông thôn, chợ vùng sâu, vùng xa để tiêu thụ. Thiếu thông tin để nhận biết sản phẩm, nhiều người tiêu dùng rất dễ mua phải hàng không rõ nguồn gốc, vừa mất tiền lại vừa gây hại đến sức khỏe khi sử dụng. Tôi chỉ biết là cái hàng mà quen thì tôi mua thôi chứ còn không biết hàng thật hàng giả như nào cả. Giờ không biết là phát hiện như nào thì biết hàng thật hàng giả. Trong năm 2015 và nửa đầu năm 2016, Ban chỉ đạo 389 tỉnh về phòng chống buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại cùng lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và thu giữ gần 100 vụ vận chuyển tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc. Trong khi, thực tế số hàng hóa không rõ nguồn gốc được bày bán tiêu thụ trên thị trường vẫn còn rất lớn bởi hàng hóa khi được đưa đi tiêu thụ tại các chợ đã được chia nhỏ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi thu giữ, xử lý. Vì theo quy định hàng không có nguồn gốc sẽ bị tịch thu, đồng thời được đưa đi kiểm định để xem hàng hóa đó có đảm bảo các điều kiện cần thiết được phát mại hay không phát mại, hoặc phải đem đi tiêu hủy. Trong khi số kinh phí phải bỏ ra cho việc kiểm định một loại hàng hóa nào đó thường không tương xứng với số lượng quy mô hàng hóa bị tịch thu. Tôi lấy ví dụ như ở lĩnh vực thực phẩm bây giờ có vài gói bánh gói kẹo giá trị hàng hóa rất thấp nhưng theo luật là hàng không, có nguồn gốc chế tài xử lý là tịch thu nhưng để mà xử lý được số hàng ấy chỉ có sau khi có kết quả giám định của cơ quan chức năng có thẩm quyền mới được xử lý thì báo cáo anh là rất khó khăn một gói kẹo là một mẫu giám định thì cái tiền mà giám định một gói kẹo gói kẹo chỉ có khi vài ngàn đồng nhưng mà cái tiền giám định có khi vài triệu một mẫu. Chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con rằng chỉ lên mua hàng hóa ở những cái địa điểm mà đủ độ tin cậy và trên hàng hóa thì phải được ghi nhãn có cái cơ sở sản xuất, có cái người chịu trách nhiệm về cái sản phẩm ấy một cách rõ ràng. Để ngăn chặn có hiệu quả hàng không rõ nguồn gốc vẫn đang được tiêu thụ tràn lan trên thị trường hiện nay, đặc biệt là tại vùng nông thôn, đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với công an kinh tế trong và ngoài tỉnh để mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, để tìm ra các đồ mối vận chuyển cung cấp hàng. Bởi thời gian qua, việc thu giữ hàng vi phạm chủ yếu là nhỏ lẻ, số lượng ít từ các tiểu thương tại chợ và hộ kinh doanh. Sau khi bị tịch thu, số hàng hóa tương tự lại nhanh chóng được bày bán. Đây cũng là nguyên nhân lý giải vì sao hàng hóa không rõ nguồn gốc vẫn tràn lan trên thị trường. Xã Thủ Sĩ huyện Tiên Lữ là một địa phương có truyền thống sản xuất long nhãn, mỗi vụ tạo việc làm cho trên 5.000 lao động. Mùa Long Nhãn năm nay, xã Thủ Sĩ có gần 100 hộ sản xuất tập trung ở thôn Tất Viên và thôn Nội Năng. Một số hộ có quy mô sản xuất lớn như hộ Anh Nguyễn Văn Bảo, Anh Ngô Quang Lập. Để làm ra 1kg Long Nhãn, cần khoảng 10kg nhãn tươi. Trung bình một cơ sở chế biến được từ 1 đến 1,5 tấn nhãn tươi một ngày, cần khoảng 60 lao động. Mỗi lao động có thể chế biến được từ, từ 15 đến 35 kg nhãn tươi một ngày với mức thù lao khoảng 4.000 đồng một kg, tạo thu nhập trên 100.000 đồng một người một ngày. Trong 2 tháng làm long nhãn, nếu chăm chỉ một gia đình có thể thu về được 20 triệu đồng. Hiện nay trên thị trường, 1 kg long nhãn được bán với giá 180.000 đồng, trừ các chi phí cho lãi trên 600.000 đồng một tạ. Những mô hình chế biến long nhãn không những tạo thu nhập cho gia đình mà còn góp phần tạo công an việc làm cho người dân trong xã và một số địa phương lân cận trong lúc nông nhàn. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, gia đình ông Hoàng Trung Tuyến ở thôn Duyệt Lễ, xã Minh Tân, huyện Phù Cử đã đầu tư để mở xưởng mộc. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động xưởng mộc của gia đình ông, không chỉ khẳng định được uy tín với khách hàng bằng chất lượng mẫu mã sản phẩm mà còn thu hút tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Năm 2005, sau khi đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc trở về địa phương, tại thôn Duyệt Lễ, xã Minh Tân, ông Hoàng Trung Tuyến đã quyết định đầu tư trên 700 triệu đồng để xây dựng xưởng mộc và mời các thợ có tay nghề giỏi đến làm việc tại xưởng. Cùng với sản xuất các mặt hàng thị trường đang có nhu cầu, ông Tuyến còn dành thời gian để mầy mò tìm hiểu, kiên cứu và tự thiết kế mẫu mã theo quan điểm của riêng mình những thiết kế của ông không quá cầu kỳ nhưng lại rất độc đáo và sang trọng các sản phẩm được xuất xưởng hầu hết đều có mẫu mã đẹp đảm bảo về chất lượng nên được thị trường rất ưa chuộng Nhờ vậy mà ngoài cung cấp cho thị trường bình dân, xưởng mộc của gia đình ông còn được nhiều khách hàng đặt mua ngay từ đầu năm. Không chỉ khách hàng trong tỉnh, hàng năm còn có nhiều khách hàng ở các tỉnh bạn như Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng về Minh Tân đặt mua hàng của ông. Bình quân mỗi năm, xưởng mộc của gia đình luôn thu hút và tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 3 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Những năm gần đây, xuất khẩu lao động đã trở thành hướng làm giàu chính đáng được nhiều người dân thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm lựa chọn. Nguồn thu từ xuất khẩu lao động không chỉ giúp phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân mà còn góp phần không nhỏ trong sự đổi thay tại nơi đây. Toàn thôn Hoàng Nha có khoảng 100 người hiện đang lao động ở nước ngoài, tập trung chủ yếu tại thị trường như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Các ngành nghề xuất khẩu lao động cũng ngày càng đa dạng phong phú ở nhiều lĩnh vực như điện tử, may mặc, dệt cơ khí, giúp việc. Với mức lương mỗi tháng tại Đài Loan là 15 triệu đồng, tại Hàn Quốc, Nhật Bản khoảng 20 đến 30 triệu đồng thì mỗi năm nguồn ngoại tệ gửi về có giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng. Ngoài lợi ích phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, người đi xuất khẩu lao động còn đóng góp ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi của xã thôn như xây mới nhà văn hóa, bê tông hóa đường làng ngõ xóm. Hiện nay huyện Ân Thi đang tập trung chuẩn bị những điều kiện tốt nhất phục vụ cho công tác dạy và học năm học mới 2016-2017. Ngoài công tác bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ giáo viên các bậc học trong dịp hè, phòng giáo dục huyện chú trọng đến tình hình cung ứng sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới. Tính đến nay đã phát hành được hơn 50.000 bản sách giáo khoa tới tay học sinh, giáo viên không để hiện tượng sốt sách thiếu sách trên địa bàn toàn huyện, đảm bảo 100% học sinh và giáo viên có đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo và các ấn phẩm chuyên dùng để giảng dạy và học tập. Tại các trường học trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa về việc xây dựng sửa chữa các phòng lớp học bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện, địa phương và các mạnh thường quân, các trường đang gấp rút hoàn thành tiêu biểu như trường mầm non Hồng Vân, trung học cơ sở Nguyễn Trãi, trung học cơ sở Phú Ủng, phấn đấu đảm bảo 100% các trường trên địa bàn có đầy đủ phòng học an toàn cho học sinh trước khi vào năm học mới. Hiện nay, các nhà trường tiến hành tổ chức cho học sinh tổng vệ sinh trường lớp tạo cảnh quan sạch đẹp đón ngày tự trường. 4 năm liền, giữ chức Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Vân Du, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Phương luôn đi đầu trong các công tác hội, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Hội Cựu chiến binh xã Vân Du huyện ân Thi có 312 thành viên, với vai trò là người đứng đầu hội, Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Phương luôn cố gắng để mạnh nhiều phong trào, tích cực tạo mọi điều kiện giúp các thành viên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập. Hiện 9 thôn của xã Vân Du đều có 9 tổ tự quản về an ninh trật tự, 3 tổ tự quản về vệ sinh môi trường, hoạt động 2 lần một tuần, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm cho hàng chục thành viên trong hội. Bên cạnh đó, ông còn tích cực vận động các thành viên chung sức, tích cực đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn. Do nhận thức được ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, mỗi khẩu đã tự nguyện đóng 200.000 đồng một vụ. Đến nay, các đường liên thôn xóm đã được cứng hóa khoảng 90% Song song với các hoạt động nói trên, ông còn khuyến khích động viên các thành viên trong hội mạnh dạn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, hội đã có 10 trang trại lớn nhỏ, một số trang trại cho thu nhập khá như trang trại của ông Nguyễn Xuân Linh, ông Bùi Văn Thịnh. Sau đây là tin an ninh. Ngày 9 tháng 8 năm 2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1977, trú tại xã Vân Du, huyện An Thi về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2016, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phối hợp với công an xã Thủ Sĩ huyện Tiên Nữ tiến hành kiểm tra nhà ở của Vũ Thị Huyền, sinh năm 1978, ở thôn Ba Hàng, xã Thủ Sĩ. Tại đây, Tổ công tác phát hiện Huyền và Hưng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, Tổ công tác thu giữ tại túi quần của Hưng 187 viên ma túy tổng hợp tại nhà của Huyền. Được biết cả Hưng và Huyền đều nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Mời quý vị và bà con đến với một thông tin cùng nhà nông. Thưa quý vị và bà con, những năm qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đưa vào sản xuất các giống ngô mới có phần làm đa dạng và phong phú thêm cơ cấu, đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân, trong đó việc xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống ngô lai NK7328 tại một số địa phương đã và đang thu được kết quả khả quan, khẳng định ưu thế vượt trội và tạo thêm cơ hội giúp cho nông dân chọn giống để làm giàu. Vụ xuân vừa qua là vụ thứ ba liên tiếp xã Mai Động, huyện Kim Động phối hợp với công ty Syngenta Việt Nam đưa giống ngô lai NK7328 vào trồng. Giống ngô lai NK7328 cho thấy cây sinh trưởng và phát triển tốt, thời gian sinh trưởng từ 100 đến 105 ngày, độ đồng đều cao, bản lá rộng dày, khả năng quang hợp tốt. Đảm bảo cho quá trình thụ phấn được tốt dù gặp điều kiện bất thuận, vì vậy bắp to nặng, dạng hạt màu vàng cam đậm, hàm lượng tinh bột cao, lá bi bao kín, hạt đóng múp đầu, mỗi bắp trung bình 14 đến 16 hàng hạt, từ 36 đến 38 hạt một hàng. Đặc biệt giống NK7328 là giống chống đổ tốt, chịu hạn và sạch bệnh. Để chuẩn bị triển khai giống ngô NK7328 trong vụ đông mới đây tập đoàn Lộc Trời phối hợp với ủy ban nhân dân xã Mai Động tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật chọn giống cho các hộ dân. Thời tiết vụ đông khá thuận lợi cho ngô sinh trưởng và phát triển, được bà con nông dân một số xã như Hồng Cường, Phú Cường, thành phố Hồng Yên đánh giá rất cao. Việc triển khai giống ngô NK7328 trên địa bàn xã Mai Động sẽ góp phần nâng cao giá trị hiệu quả trên cùng diện tích canh tác cũng như nâng cao đời sống cho người dân. Trồng cái 7328 này thì nó ưu việt ở cái chỗ là coi như là cứng cây và to cây cứng cây nhưng mà nó lại đảm bảo được coi như là đỡ bị sâu bệnh đồng thời nó là coi như là cái 7328 này nó giữ được cái mặt lá và cái diệp tố trên cái thân cây lá cái lá của thân cây ngô là rất tốt cho nên là nó có sự sinh trưởng của nó tốt hơn. Trước thành công của mô hình các hộ tham gia trồng giống ngô lai NK7328 rất phấn khởi. Việc giống ngô lai này cho năng suất cao là điều mà người dân luôn mong ước, góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống. Đồng thời các hộ dân sẽ tiếp tục mở rộng diện tích vào các năm tới trong nhiều năm nay chúng tôi đã dòng từ lúc dòng khảo nghiệm cho đến lúc đưa vào dòng đại trà thì cái chất lượng của giống thì rất đảm bảo về cái chống chịu đổ nó cũng rất là tốt thế về cái năng suất thì cũng báo cáo của anh là cái năng suất rất đảm bảo trong nhiều năm nay vì nó có một ưu điểm là chống đổ ngã tốt năng suất lại đảm bảo thế cho nên là chúng tôi cũng đang vận động bà con nông dân ở trong những cái năm tiếp theo và đặc biệt là trong cái vụ này thì cũng đưa cái giống này vào để phát triển kinh tế của địa phương. Với những ưu điểm thể hiện về hình thái thực vật và năng suất của giống ngô lai like NK7328 đã mở ra hướng lựa chọn mới cho người nông dân được tiếp cận những giống ngô tiềm năng cho năng suất cao. Việc đưa giống ngô lai like NK7328 vào trong sản xuất đã làm đa dạng phong phú cơ cấu cây trồng ở các địa phương và góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Vừa qua, công ty cổ phần dược và vật tư thú y Hanvet huyện Mỹ Hào, phối hợp với Chư cục thú y tỉnh và Quỹ tấm lòng vàng Đài truyền hình Việt Nam trao tặng 6 con bê giống sinh sản cho 6 hộ nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tân Dân, huyện Khói Châu. 6 con bê giống tổng trị giá gần 100 triệu đồng được đánh số thứ tự từ 1 đến 6 để các hộ bốc thăm sau khi nhận bê giống, các hộ gia đình được công ty và chi cục thú y tỉnh hướng dẫn các biện pháp chăm sóc phòng chống dịch bệnh để chăn nuôi hiệu quả. Ngoài ra, công ty cũng dành tặng mỗi hộ một số tiền để mua thức ăn cho bê trong giai đoạn đầu. Đây là hoạt động thiết thực của doanh nghiệp và ngành chuyên môn nhằm hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn xã, giúp các hộ có con giống giá trị để phát triển kinh tế gia đình. để chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Kim Moon vừa qua đã lên án vụ đánh bom điều chết nhằm vào một bệnh viện ở thành phố Quetta của Pakistan, làm ít nhất 93 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Người đứng đầu Liên hiệp quốc kêu gọi chính phủ Pakistan nỗ lực hết sức để đưa thủ phạm gây ra vụ đánh bom ra trước công lý. Thông qua phát ngôn viên của mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom liều chết nhằm vào bệnh viện công dân ở thành phố Quetta là một điều khủng khiếp. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ Pakistan nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho người dân và đưa thủ phạm gây ra vụ đánh bom ra trước công lý. Ông cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân và chính phủ Pakistan. Vụ đánh bom xảy ra trong lúc đám đông, phần lớn là luật sư nhà báo đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Công dân Quyết tiện đưa một luật sư nổi tiếng vừa bị bắn chết tại khu vực này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 9 tháng 8 đã có chuyến thăm quan trọng tới Nga để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà sau hàng loạt vụ sóng gió trong quan hệ song phương. Chuyến thăm Nga của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đang cải thiện nhanh chóng sau những trắc trở đã qua. Tổng thống Erdogan bày tỏ hy vọng cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại thành phố Saint Petersburg sẽ mở ra trang mới trong quan hệ song phương. Giới phân tích nhận định chuyến thăm cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn xích lại gần Nga nhằm tranh thủ sự ủng hộ trong bối cảnh chính quyền của ông đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ và phương Tây sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7. Ông Erdogan trước đó thậm chí từng nặng lời chỉ trích EU đánh lừa Thổ Nhĩ Kỳ suốt 53 năm qua và ngầm ám chỉ Mỹ dính nếu vụ đảo chính. Cựu mật vụ cơ quan tình báo Mỹ CIA và giám đốc chính sách của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Avan Magmulin đã công bố chiến dịch tranh cử tổng thống với tư cách ứng cử viên độc lập tại vị trí đối đầu với ông Donald Trump. Theo truyền thông Mỹ, chiến dịch tranh cử của Evan McMullin được kín đáo ủng hộ bởi một nhóm các thành viên Đảng Cộng Hòa chống đối Donald Trump. Người vừa từ chức giám đốc chính sách Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện cũng được biết tới là đã nhiều lần công khai chỉ trích ông Trump, gọi nhà tỷ phú là kẻ độc tài. Trong một thông báo, Mullin nói là sẽ không bao giờ quá muộn để làm điều đúng đắn và nước Mỹ xứng đáng hưởng điều tốt đẹp hơn những gì ông Donald Trump hay Hillary Clinton có thể mang lại. Molin dự tính sẽ ra nộp hồ sơ tranh cử vào ngày thứ hai. Gần 50 quan chức chính phủ Philippines, bao gồm một số thị trường và cảnh sát, đã đến trình diện cơ quan chức năng sau khi tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra danh sách đầy đủ tên họ của 150 người bị tình nghi dính líu tới buôn bán ma túy và yêu cầu ra đầu hàng ngay lập tức. Sau tối hậu thư của tổng thống 27 thị trưởng và 31 cảnh sát, trong đó có một đại tá đã đến trình diện ở văn phòng cảnh sát Manila. Trước đó, một ngày ông Duterte đã nêu tên của khoảng 150 người, bao gồm quan chức chính phủ, thành viên tư pháp, nghị sĩ, cảnh sát bị tình nghi dính líu đến hoạt động ma túy và cho những người này 24 giờ để đầu hàng nếu không sẽ bị săn lùng. Cơ quan cảnh sát quốc gia Philippines PNP cho biết, bản danh sách này là kết quả hợp tác của các cơ quan tình báo PNP, quân đội và cơ quan phòng chống ma túy Philippines. Trong số những người bị nêu tên đã có một số lên tiếng là họ trong sạch, sau vẫn đồng ý hợp tác với chính phủ. Truyền thông Mỹ đưa tin hệ thống máy tính của hãng hàng không Mỹ Delta Airlines vừa qua đã bị sập trên phạm vi toàn cầu, sự cố ảnh hưởng tới hành khách tại các sân bay trên thế giới như Anh, Tây Ban Nha, Ireland hay Hà Lan. Theo thông báo của Delta Airlines máy chủ của hãng gặp sự cố dẫn tới sập mạng hệ thống toàn cầu, toàn bộ các chuyến bay khởi hành từ Mỹ của hãng sẽ bị hoãn và họ đang nỗ lực giải quyết vấn đề. Nguyên nhân gây ra sự cố hiện vẫn chưa được xác định. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh chia sẻ cho thấy hành khách xếp hàng dài chờ ở quầy làm thủ tục của hãng ở các sân bay. Được biết, Delta Airlines là hãng hàng không lớn thứ hai thế giới và đứng thứ ba tại Mỹ về số lượng hành khách chuyên chở mỗi năm với gần 180 triệu hành khách. Ngày 8 tháng 8, một chiếc máy bay trực thăng của Nepal đã bị rơi tại vùng núi phía Tây làm 7 người bị thiệt mạng. Theo các quan chức hàng không Nepal, máy bay bị rơi ở khu vực cách thủ đô Kathmandu khoảng 45 km. Trước đó, máy bay đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khoảng 30 phút sau khi cất cánh. Được biết, chiếc máy bay này đang chở bệnh nhân từ huyện Gokha tới thủ đô để điều trị y tế. Trên máy bay có 7 người, gồm một phi công, 5 người lớn và một trẻ em, không ai sống sót sau vụ tai nạn. Các quan chức quân đội Nepal đã cử các đội cứu hộ tới hiện trường vụ tai nạn máy bay để thực hiện công việc tìm kiếm. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Quý vị và các bạn thân mến, phần tin quốc tế đã kết thúc chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.